Và cái bản tin cuối cùng đây chúng ta sẽ nói tới trường hợp là chồng chán cơm, mê mì mà vợ thì đi điều tra và khám phá ra cái sự bí mật. Nghe cái tin này thì chắc chắn là nhiều quý vị khán giả nó cứ nghĩ rằng đây lại là cái trường hợp mà có một cái ông chồng có cái cái máu hỏng họt, ông cái gọi là cái gọi là dính líu tới cái chuyện trăng hoa đó, gọi là ngoại tình với vợ. Như người ta hay nói là chán cơm, chán cơm thì đi tìm phở đó. Thế nhưng mà đây thực sự là không phải thế, nó hoàn toàn nó khác hẳn. Mì ở đây, cơm ở đây hoàn toàn theo nghĩa đen, tức là cái mì mình ăn, cơm mình ăn chứ không phải là đại diện cho vợ cho cho, cho bổ nhí gì cả. Cái câu chuyện là nó xảy ra cho hai vợ chồng trẻ họ Trần ở bên bên tàu. Sau khi hai vợ chồng này đã cưới nhau một thời gian thì mới dắt díu nhau về một cái thành phố ở tỉnh Chiết Giang để mà sẽ gọi là an cư lạc nghiệp, tức là vừa để sinh sống và làm việc đó thì mọi chuyện nó diễn tiến rất là bình thường đúng theo kế hoạch đúng theo cái sự mơ ước gia đình yên vui hạnh phúc việc làm thuận lợi trôi chảy không có gì là phải phàn nàn cả cho đến một cái hôm kia thì ông chồng ông về ông bỗng khoe với vợ là gần bây giờ ông mới khám phá ra một cái tiệm mì gần cái sở làm nó có một cái phục vụ một cái món mì ngon lắm thì tưởng là cái chuyện bình thường thôi quán có món ngon thì ở đâu cũng có thôi thì mình ăn mình ngon thì mình khen ngon thế thôi thế nhưng mà không ngờ rằng càng ngày cái ông trần đó, ông chồng nó lại càng mê cái món mì đó ông ăn lần thứ hai lần thứ ba rồi rít rít rồi ông ăn nhiều nhiều lần và sau đó, đó bắt đầu là ông thấy nhạt ngồm nhạt miệng khi mà ăn cơm canh của vợ nấu ông thấy là ăn cơm của vợ nấu sau giờ nó không còn ngon ngọt như ngày như ngày xưa nữa thậm chí là ông có tìm cách ông ấy không có muốn mang cơm vợ mới thì đi theo về công sở để ăn để ông có cái dịp mà ông, ông ăn mì mà thậm chí là nhiều cái ngày cuối tuần đó thì ông không phải đi làm thế nhưng mà ông cố ông thuyết phục vợ đừng có nấu cơm để ông chạy đi ba bốn chục cây số đó ông mua bát một hai bát mì về cho ông và cho vợ ông ăn nghiền đến cái độ khác thường như vậy bà vợ thì bà cũng có ăn tô mì đó nhưng mà với một cái người mà quen nấu ăn, bà phải công nhận nó món mì đó ngon thế nhưng mà nó lại có một cái khẩu vị gì rất là lạ mà bà không thể giải thích được thành ra bà quyết tâm bà điều tra bà khám phá đó một ngày bà tới cái tô mì đó bà mua một cái tô mì gọi là tô đem về lấy hết mọi coi như là cái gia vị mà trộn vào cái mì đó đó nhưng bà không đem về nhà bà đem qua ra cái sở cảnh sát trung ương của thành phố bà nhờ kiểm nghiệm xem trong mì có gì không mà không ngờ là sở cảnh sát đã phát giác ra trong cái tô mì đó nó có một cái món gia vị nó được chế biến từ cái hạt anh túc tức là cái hạt mà người ta chuyên môn mà để chế biến heroin ma túy đó xì đó cái bột trắng trắng đó mà lại còn có thêm cái lá cần sa nghiền nguyễn đó, và chính đây là cái chuyện là bí mật của cái quán mì đó. Khi mà trộn cái, cái cái gia vị đó thì khách hàng không biết. Nhưng mà nó sẽ ra, gây ra một cái cảm giác nhớ nhớ thương thương. Ăn rồi không quên được, cứ ngày đêm mơ tưởng cái món mì đó rồi không bỏ được. Gọi là đâm ghiền. Mà rồi thì cái quán đó nó cũng nhanh chóng nó nhận tội, nó nói rằng ngày xưa nó nó làm ăn bê bết lắm nhưng mà về sau này có một cái người lạ tới giới thiệu cái món đó và quả nhiên là nó lấy lại khách và vì ham mê cái 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 lợi lợi ích lợi tức đó thành ra là vẫn cứ tiếp tục làm ăn nữa là bất hợp pháp cái kiểu đó. Cảm ơn thì câu chuyện này nó cho chúng ta thấy một cái điều là những cái ông ở nhà đó thấy khi nào mà ăn một cái món gì ngon ở đâu thì đó là cái chuyện bình thường nhưng mà nếu mà có cái cảm giác nhớ nhớ thương thương mà nhất là lại cảm thấy là chán cơm mà vợ nhà nấu thì phải gọi như là phải để ý tới cái chuyện mình đừng có bắt bà phải nhọc sức đi điều tra mệt lắm thì nó có cái câu chuyện như vậy nè một cái ông chồng đi làm về và dĩ nhiên là tối đó thì ngồi vào cái mâm cơm thế mà ông ăn vừa mới gắp một cái thức ăn ông vừa nuốt xuống thì ông vội vàng ông hỏi vợ là em ơi cái món ăn này tên gì bà vợ bà trợn mắt bà nói rằng là sau hôm nay anh lại cắt cớ hỏi tên món ăn để làm cái gì thì ông chồng ông mới thẻo não ông nói rằng là thì tí nữa mà phải gặp bác sĩ thì em anh biết tới cái tên món ăn để mà khai báo với ông chúng ta thấy biết là ăn cái món ăn vợ nấu là sẽ gặp bác sĩ nhưng mà vẫn ăn, vẫn tiếp tục ăn, không có không, không phàn nàn gì cả. cái chồng đích thực là phải như thế đó.